Các cháu ơi, các cháu thấy bà có sáng tạo không? Tìm luôn được món độc lạ luôn các cháu. À chú này được rồi, chú này được rồi. Thấy mập mờ là màu vàng vàng rồi. Wow, tóm luôn này. Các cháu này, phần này là hở thịt gà ra này đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Ui. Wow. Đấy. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, bà lại tìm thấy một món ăn rất là ngon các cháu ạ. Thì hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ làm món gọi là đùi gà rán bọc khoai tây nhá. Wow, các cháu thấy ngon chưa? Các cháu nhìn này. Đấy, bà chuẩn bị rất là nhiều đùi gà này đấy. Các cháu thấy chưa? Trắng ngần chỗ này là 20 cân đấy. Là hơn 100 chú đấy. Đây các cháu nhìn này. Những chú chân này, mũm mĩm này, ngon lắm. Đấy. Và khoai tây nữa đây là các cháu này. Khoai tây bà đã rửa sạch rồi đấy. Và gia vị như là có bột mì này, bột chiên xù này, và muối này, và hạt tiêu này. Đấy, gia vị đấy. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi coi là hấp khoai tây chín và hấp đùi gà chín. Sau bà tuột ra bà giã, sau bà bọc vào cái xương của cái chú đùi gà này đấy. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn này. Các cháu mà xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Bà làm rồi và mời tất cả các cháu tới đây cùng ăn với bà cho nó vui nhá. Thôi đi, bà đi thực hiện luôn nào. Đây, các cháu này, bà cho khoai tây vào này. Sau bà bỏ đùi gà lên trên bà hấp này. Đấy. Đây, bà bỏ cái đế này vào. Sau là đùi gà là bỏ lên trên các cháu ạ. Đấy. Đây, các cháu này, 20 cân đùi gà đây. Các cháu thấy ngầu chưa? Đấy. Các cháu ạ, món ăn này hôm nay là ngon đấy. Rồi bây giờ bà đậy vung vào nhá, bà làm chín dừ nó lên. À, các cháu ơi, đấy bây giờ gà là nó dừ rồi các cháu ạ, đùi gà dừ rồi. Wow, thơm thế các cháu ạ, ngon đấy. Bây giờ bà lấy ra này. Wow, các cháu ạ, này có dừ nhũn, dừ lắm đây các cháu này. Wow, sao phải bỏ cái lớp da đi các cháu nhá, đây này, sao phải bỏ cái lớp da đi này đấy. À, ui, à, lòng quá. Thôi được rồi, bây giờ bà lấy tiếp. Ý, dưới này là khoai tây. Ý, thơm thế. Đấy. Wow. Hấp cách thủy này, ăn nó không mất chất các cháu ạ. Wow. Các cháu nhìn thấy hấp dẫn chưa? Còn lấy khoai tây ra nữa các cháu ạ. Rồi, bây giờ bà lại bỏ tiếp khoai tây ra các cháu nhá. Đấy, mang khoai tây ra. Wow. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy, bỏ vào đây. Sau bóc vỏ đi. Sau làm lát ra mấy thịt gà. Sau lại bọc vào cái xương của cái đùi gà đấy các cháu ạ. Ui. Wow. Các cháu này, đây bà thử một con à. Ui. Ai nhỉ? Đấy, phải bóc một lần vỏ này đi các cháu này. Lúc nãy bà rửa sạch rồi. Wow, ý, ngon không? Đấy, bà để đây. Tí nữa lại. Rồi bà lấy lốt ra. À, các cháu ơi, bây giờ bà sẽ coi là tuốt phần thịt ra. Đấy, đây là có lớp da này, bà sẽ bóc cái lớp da này ra. Đấy. Lớp da này để sau nấu lấy bát cháo gà các cháu ạ. Đấy, rồi. Bây giờ bỏ ra đây. Ai à. Đấy. Các cháu ạ, cái xương này sau lại bọc khoai tây mới lại thịt gà vào đây, sau lại rúng vào bột chiên giòn, bột mì với bột chiên xù là cho vào rán. Đấy, bà để đây. Bà làm lát cái này ra này, tí nữa làm lát cái này ra. Ôi. Chú này lại mất da rồi. Đấy. Gân này ra, bỏ hết gân đi. Đấy. Các cháu nhìn này, bao nhiêu rồi, ôi lấy tinh thịt thôi. Còn da mới gân là bỏ hết các cháu ạ, ngon đấy. Hai chú ơi, bà làm lốt. Các cháu này, wow, ngon không rồi các cháu này. Đấy, bây giờ bà lại bóp lát nó ra các cháu nhá. Băm lát, bây giờ khoảng là bà lấy dao bỏ băm được. Băm cho nó lát ra, sao rồi. Nhào lẫn với khoai tây các cháu ạ. À. Các cháu ạ, nhỏ lắm rồi, để các cháu ạ. Yeah.
lay mà lẫm vào cái xương của cái chân đùi gà cho vào chiên lên thì các cháu ở ngon đấy. Rồi, bây giờ bà đi làm khoai tây cho các cháu nhá. Bây giờ bà bóc khoai nhá các cháu nhá. Bóc khoai. Bóc khoai. Bà bóc xong khoai cho bà dằm nhuyễn ra, sao trộn lẫn với lại thịt gà. Là lặn vào là rán thôi các cháu ạ. Bây giờ bà bóp nhuyễn khoai tây này. Wow, thơm lắm. Ý. Lấy mà trộn với lại thịt gà sao bỏ vào lặn nó bắt đầu rán nhỉ. Các cháu ạ, ngon đấy. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà cho là vui nhá. Wow. Thơm lắm các cháu ạ. Hôm nay bà mới tìm được cái món này lạ. Đây, các cháu nhìn này, khoai tây đã nhuyễn rồi này. Ui. Rồi, bây giờ bà trộn đều với thịt gà nhá. Thì trước tiên mà trộn đều với thịt gà bà sẽ cho gia vị này. Đây là muối này, bà cho mấy hạt vào này. Đấy. Để ăn cho đậm đà này. Rồi. Đây là tiêu này. Tiêu. Đây là bột nghệ, đây là các cháu này. Bà cho ít bột nghệ vào này. Wow. Đấy. Thôi. Khả năng bây giờ bà sẽ bỏ bột mì. Đây là bột mì này. Ui. Đấy, các cháu thấy chưa? Rồi, bà cho dần là tí bà thiếu bà cho thêm, bây giờ bà bỏ khoai lên này. Ai da. Ê. Wow. Ấy, các cháu thấy chưa? Ngon đấy, cái món này độc lạ đấy các cháu ạ. Wow. Sao à? Chiên giòn lên là bắt đầu là chấm với tương ớt rồi, ngon đấy các cháu ạ. Các cháu này, đấy, được rồi đấy. Thì bây giờ bà sẽ lặn nhá. Đây, các cháu này, xương của đùi gà đây. Bà đã lại làm sạch rồi, cho vào đây. Đấy, các cháu thấy không? Rất đơn giản. Yêu đầu về báo lông gầu chưa? Yêu ơi, đứt rồi. Wow, đấy, các cháu thấy chưa? Được đấy. Bà để đây. Tiếp. Khả năng là gọi em gái vào lặn hộ, em gái đi nước ngoài mới về. Em gái đâu rồi? Dạ. Vào hộ chị cái. Em chào các bạn đi. Mình chào các bạn nhá. Mình là em gái của bà Tân đấy. Đây các cháu nhìn này. Rồi rồi, đấy. Đấy. Cứ bà cầm cái này. Mình làm này có được không các bạn ơi? Được. Các cháu này. Ý, ngon chưa? Đấy. Sau lại dúng qua lòng đỏ trứng gà này, sau lại dúng vào bột chiên xù bắt đầu cho vào rán. các cháu ơi, đây bà lặn bằng này được nhiều lắm rồi, bây giờ bà mang đi rán còn để cho em gái lặn hộ nhá, vì các cháu hôm nay về chơi đông lắm. Léo lắm các. Đây, phải đi rán đây này các cháu ạ. Thôi đi này. Thế em gái lặn giúp chị nhá. Ôi, các cháu này. Rồi, bây giờ bà sẽ dúng vào lòng đỏ trứng gà này. Wow, bà nghiêng thau các cháu nhìn này. Thấy chưa? Đấy, rồi. Cho chảy bớt đây đã các cháu nhìn này. Wow. Đấy, cho bột chiên xù nhá. Wow. Đấy, các cháu thấy chưa? Không kém gì đùi gà KFC. Rồi, bây giờ bà bỏ vào cháo này. Wow, đấy. Sao sao rồi, rồi rồi, tiếp tục. Tiếp tục các cháu nhá. Rồi. Yeah. Rồi. Nào bắt đầu chụp cháu lại. Wow, đấy. Wow, đấy. Các cháu ạ, bây giờ bà xem là xem nó được chưa là. Ui. Các cháu ạ, vàng sộm rồi.
Hà Lăng à, chú lại được rồi đây. Ui, ngon không rồi các cháu này. Đấy, thôi bây giờ chú lại được rồi nhá, bà bỏ ra đây này. Wow, đấy thấy chưa? Wow. Hà Lăng chú lại được rồi này. Đấy, các cháu thấy chưa? Nhìn nó như quả mít ý. Wow, ngon đấy. Đấy. Các cháu ơi, các cháu thấy bà có sáng tạo không? Tìm luôn được món độc lạ luôn các cháu. À, chú này được rồi, chú này được rồi. Thấy mập mờ là màu vàng vàng rồi. Wow, tóm luôn này. Các cháu này, phần này là hở thịt gà ra này đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Ui. Bà Lăng đưa tiếp mẻ nữa vào thôi. Wow, chú này được rồi. Yeah. Ui. Các cháu ạ. Ủa, nó lâu rồi phết đấy. Để chú lại được rồi. Để xem, các cháu nhìn này. Ý. Ngon đấy. Đây. Cháu nhìn này, đấy. Wow. Hello. À, các cháu ơi, mẹ cuối cùng đấy các cháu ạ. Mẹ cuối cùng đấy. Vất vả lắm các cháu ạ. Mẹ cuối cùng đấy. Các cháu mà xem clip này mà hay là like và chia sẻ video thật nhiều vào nhá. Ủng hộ cho bà mấy em gái nhá, để thật nhiều sức khỏe. Wow, các cháu ạ, mặt cứ xám xoẹt. Ôi, đây là vót lốt mèo cuối cùng rồi. Wow, đấy, mèo cuối cùng ấy được một mâm đầy các cháu ạ. Ui, ngon lắm. Đây, các cháu này, ui, cháu ngon chưa? Ở chú này tuột rồi, đấy tuột rồi, tuột rồi. Thì các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong món đùi gà bọc khoai tây rồi các cháu nhá. Đấy, đây các cháu nhìn này, ngon lắm, đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng tới đây ăn với bà nhá. Chào mọi người. Thì các cháu ơi, thế là bà đã làm xong có là món đùi gà rán bọc khoai tây rồi các cháu ạ. À. Wow, các cháu này ngon lắm đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn với bà nhá. Bây giờ bà lấy cho bà mời các cháu với các em nhá. Ui, ngon lắm rồi các cháu ạ, thơm lắm. Này, cháu nhỏ ơi, cháu truyền về cho các bạn đằng sau nhá. Bà Tân, món này bà làm độc lạ đấy, lần đầu tiên cháu được ăn đấy. Ồ, cái món này độc lạ lắm, bà mới tìm thấy cái món này. Lần là bà cháu làm. Chỉ ăn đùi gà chiên xù đó rồi, nhưng mà làm theo kiểu quả khoai tây này nữa. Cứ lo như là trái mít lèo rồi cháu ạ, như trái mít lèo. Này, cháu ơi, đưa. Vâng ạ, đây ạ. Truyền cho các bạn, mỗi bạn cầm một chú là chén nhá. Này, mỗi bạn truyền nhau nha. Ngon đấy. Truyền xuống mỗi người một cái, lấy một cái. Rồi, đây. Truyền cho các em này. Cho các em đây, đưa. Này. Có đây. Đấy. Đủ không ấy? Truyền xuống đi. Đủ chưa? Đủ chưa? Đây, này. Đây, bà mời cháu nhỏ đây, bà mời cháu Dương nhá. Dương. Đây. Cháu ơi Tài. Đây. Cháu xin. Đây, bà mời cháu Ốc đây. Ốc ăn nhá, Ốc ăn cháu mời cô chú nhá. Còn đây, cháu Liễu đây. Cháu Liễu ở Sơn Na mà. Này, Dung. Thôi con xin bà. Này, em xin chị nhá. Này, cháu ơi. Này, cháu ơi. Các cháu đủ chưa? Bà mời các cháu thưởng thức nhá. Em mời chị nhá. Rồi. Bà mời các cháu nhá. Tất cả mọi người nhá. Các cháu nhìn này. Các cháu ăn đi nhá, bà mời các cháu nhá, để chấm tương ớt vào này. Wow, ngon lắm các cháu này, bà mời này. Bên ngoài vỏ nó giòn rụm, nó thơm, bên trong là ngọt thịt gà các cháu ạ. Ồ, tuyệt vời, ngon. Thơm lắm bà, ngon. Ngon lắm, ngon. Mọi người ơi, mình ăn của chị. Các cháu ăn mạnh lên. Chấm tương ớt các bạn nhá. Bên trong nó nhão nhão. Ngon lắm mọi người ạ, à. Bên ngoài giòn, bên trong mềm nóng. Thơm lắm mọi người. Ngon lắm mọi người ạ, à. Ngon lắm mọi người ạ, à. Ngon. Mời mọi người ăn nha. Giòn lắm. Ngon. Tất cả mọi người. Mà tất cả mọi người nha, đây mình chấm này. Đây. Bên ngoài giòn bên trong nó nhão nhão mềm mềm ngọt lắm bên trong ngọt mềm, ngọt có cả bị hạt tiêu thơm.
khoai tây và một chút mùi nghệ nữa, rất đúng là rồi, thơm. Đúng rồi. Cháu Vũ ăn mày lên. Mình mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả mọi người nhá. Ừ, cháu Liễu ăn mạnh lên. Ăn thử xem nào. Cháu Liễu ở Sơn Na đấy. Cháu đi Phú Hồ về đây. Bấm mời các cháu nhá. Ăn lần đầu tiên rất là đúng rồi, ngon. Bà hết đây. Hết một chú rồi. Wow, ngon lắm các cháu này. Nha. Đúng không? Mình mời các bạn nhá. Ngon quá. Mời mọi người nhá. Mình ăn gần hết một cái rồi. Ngon ngon. Ăn bỏng bỏng càng ngon. Nó lắm ở trong nó hương vị hạt tiêu. Thôi cái cây của hạt tiêu bạn ăn nó đỡ bị ngấy, không bị ngấy. Cháu Nhung sao làm cô dâu rồi đấy các cháu ạ? Cháu bao nhiêu cưới? 22 à? Vâng, con 30, 31, à, 33. 30, 31, 31. Cháu cưới cho có mọi bà không? Có, bà có đi hay không thôi. Có, bà có đi. Bà đi là niềm vinh dự của gia đình con. Cháu ạ, làm tiếc chú nữa nhá. Đấy. Ngon lắm. Thơm. Đừng mình cầm tay đấy. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn. Ăn nữa. À, đưa cho các cháu. Miếng hết một người ạ. Đưa. Bà ơi, cho con thêm mấy cái nữa bà ơi. Ngon quá. Ừ, ngon à? Đưa đĩa đây, cháu đưa đĩa ở trên được. Đây chị đưa đĩa đây. Ôi giời ơi, một đống xương. Mang đây bà bỏ xương đây. Bỏ ra, bỏ xương ra kia. Đây. Này. Đây. Ua. Wow, thơm đấy. Chưa? Này, cháu làm hết rồi. Đây cháu tải. Cháu cho ăn mạnh nhá. Vâng ạ. Các cháu ạ, hôm nay đông qua chỗ này là hết đấy, các cháu ạ. À. Chuyển xuống chị. Liễu ơi, của Liễu cái này này. Đây là của Liễu đấy. Ừ. Đây còn đây của bà đây. Sao hả cháu? Bữa lắm rồi. Giòn tan. Tương ớt đây con ơi. Bữa lắm mọi người ạ. Có bạn nào đủ tương ớt chưa? Ăn nữa tương ớt nhá. Ngon. Ngon quá. Mình ăn cái này là cái thứ hai mọi người ạ. Ngon lắm. Mà hai tay mới bằng. Rồi rồi. Nóng hổi luôn. Này đưa tương ớt cho cháu ấy. Ngon lắm mọi người ạ. Bạn đây 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 là cái nữa. Đây. Này, vào cho con. Ngon lắm mọi người. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon lắm mọi người ạ. Đây của cháu đây, cháu nào vừa bảo. Ngon lắm các bạn. Thế rồi. Cái này là... Cho ăn mạnh nhá. Ôi, cho con thương đấy. À, con thương gái à? Này, bảo cho cháu thương. Cho ăn mạnh nhá. Bà Tân ơi, con ăn hết rồi, cho con xin một cái. À, cũng hết rồi à? Đây, bà mời con. Con xin. Để ăn cái thứ hai các bạn ạ. Quá là thương. Ngon lắm. Các cháu ạ, à, bên trong nhá, đây các cháu nhìn này, nó rất là ngọt. Nó nhão, ngọt, thơm vị nghệ, thơm vị hạt tiêu. Thì ăn mạnh lên. Các bạn ơi, mình ăn cái thứ hai rồi nhá. Mình ngồi gần đây nên là mình ăn hết, mình lấy luôn. Giòn ngon lắm luôn. Vâng. Cháu Liễu hết chưa? À, mẹ ốc đâu? Mày quá ngon. Ngon lắm, hôm nay ăn lần đầu tiên. Này lên, này, cháu đưa cho bạn ở kia đấy. Này, ăn hết rồi thôi nè. Này. Ôi, đây, hôm nay bà ăn cái món đùi gà gọi là rán bọc khoai tây các cháu ạ. À. Thật sự là ăn bên trong nó cứ nhão nhão, nó lại ngọt ngọt, nó lại cay cay, vị hạt tiêu rồi vị nghệ rất là thơm, bên ngoài thì giòn rụm ngon lắm. Thì các cháu ạ, à, bây giờ có khả năng là bà dừng clip thôi. Thì các cháu mà xem video rồi thấy hay thì like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Bà.